Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 7 năm chiến dịch tự cắt của ông Tổng, nhưng Đảng chỉ cắt được có lông. Vào năm 2016 là mốc toàn thắng về chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy là cột mốc mà ông Trọng loại được đối thủ chính trị lớn nhất đời ông ra khỏi vũ đài tại Việt Nam. Và thêm 2 năm sau, ông Tổng đã dọn sạch được nhóm tạo phản. Từ năm 2016 trở đi thì thế và lực của ông Tổng Bí Thư là vô đối trong đảng. Không còn đối thủ nào có thể sánh bằng ông cả. Trước ông Nguyễn Phú Trọng thì có ông Nguyễn Tấn Dũng là một người có ảnh hưởng mạnh đến Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng không dùng lợi thế chính trị để gây danh tiếng bằng chiến dịch chống tham nhũng, mà ông dùng nó để kiếm tiền. Trong đó, con gái duy nhất của ông Dũng đã hưởng lợi không ít từ quyền lực của người cha nổi tiếng. Có lẽ nên hiểu từ ta trong câu nói của ông Trọng là phe ta thì đúng hơn. Làm chính trị là phải biết lồng mục đích chính trị vào chiêu bài nào đấy. Sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải dọn cỏ, bởi chỉ cần một sự lơ là nào đó thì những mầm mống được cho là cây cỏ sẽ lớn thành cây cổ thụ lúc nào không hay. Và đó là lý do để chiến dịch đốt lò ra đời. Chiến dịch này chỉ cách lặp lại những gì mà chính ông Tập Cận Bình đã làm bên Trung Quốc mà thôi. Chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ năm 2016, khi đó ông Trọng nói rằng chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta. Từ ta trong câu nói của ông Trọng ngụ ý là đảng ta. Tuy nhiên cho đến nay, nhìn lại từ những gì ông Trọng đã làm thì từ ta trong câu nói ấy phải mang ý nghĩa là phe ta thì đúng hơn. Đừng nghe những gì ông Trọng nói mà hãy nhìn những gì ông Trọng làm. Ông Trọng là người thâm sâu, có lẽ ông biết có người sẽ diễn giải từ ta mà ông nói thành phe ta, nên ông mới bồi thêm câu chống tham nhũng không có vùng cấm chăng. Đấy là cách nói chỉnh chu của ông Nguyễn Phú Trọng, nói câu trước sợ người ta suy diễn, lại bồi thêm câu sau cho chắc chắn. Tuy nhiên, sự cao cơ của ông Trọng vẫn không qua mắt được những người đang quan sát kỹ những gì ông Trọng đang làm. Chẳng phải cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói rằng, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Ông đã nói như vậy rồi hay sao? Cho nên, dù khéo léo ông Trọng vẫn khó qua mắt được người dân, bởi dân có đến hàng triệu bộ óc và hàng triệu con mắt để mà quan sát và phân tích. Tính từ năm 2016 cho đến nay, chiến dịch đốt lò của ông Trọng đã được 7 năm. Đây là hành động ông Trọng tự cắt bỏ ung nhọt của đảng. Nhưng ông cắt mà vẫn nuôi vùng cấm thì sự cắt bỏ ấy cũng chỉ là cắt bỏ phần lông hay tóc ở trên cơ thể của đảng mà thôi. Bởi vì chỉ cắt lông hay cắt tóc thì lông tóc vẫn cứ mọc lại như thường. Chẳng phải cắt bỏ Nguyễn Đức Chung lại mọc ra Trung Ngọc Anh đấy hay sao? Chiến dịch tự cắt của ông Tổng không làm cho đảng sạch hơn, đó là sự thật. Nếu xét về thế và lực trên chính trường của ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng nó đang lớn mạnh theo năm tháng. Ông Trọng cắt càng mạnh thì thế và lực ông càng được củng cố. Vậy nên từ ta cho câu nói chống tham nhũng khó là vì ta đánh ta được hiểu là phe ta thì không sai chút nào cả. Trò chơi chính trị là trò chơi lộng giả thành chân. Ai giỏi làm điều đó thì người đó sẽ lợi dụng được sự ủng hộ của đám đông. Trong Đảng Cộng sản, không ai lợi dụng sự cả tin của đám đông đó tốt bằng ông Nguyễn Phú Trọng. Sau 7 năm, ông Trọng cắt ung nhọt cho đảng, nay thì đảng vẫn đầy ung nhọt. Tờ Thời báo.de thường xuyên phân tích về ý đồ chính trị của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên sẽ bị chính quyền Đảng Cộng sản chụp mũ cho là chống phá, là xuyên tạc. Tuy nhiên, chúng tôi biết, với nhiều bạn đọc của Thời báo.de hiểu rằng cái gọi là chống phá, là xuyên tạc ấy là chính là cái phần nằm sâu bên trong bản chất của chế độ. Những kẻ làm chính trị luôn có thủ đoạn. Có điều, làm chính trị trong một đất nước dân chủ thì thủ đoạn dễ bị phát hiện vì có sự giám sát quyền lực. Còn thủ đoạn trong chế độ độc tài cộng sản thì tha hồ mà diễn. Ai dám phanh phui thì cứ thẳng tay chụp mũ là chống phá đất nước và bắt bỏ tù thôi, đơn giản thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin 7 năm chiến dịch tự cắt của ông Tổng,
nhưng đảng chỉ cắt được có lồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin lỡ cưỡi lưng cọp, cách bám lưng hổ của Vượng rất dễ nhào đầu. VinFast của ông Phạm Nhật Vượng vẫn mở chiến dịch truyền thông trong nước rầm rộ. Việc làm của ông Phạm Nhật Vượng khá giống với cách làm của chính quyền Đảng Cộng sản, là cách đem tượng ông Hồ Chí Minh đi phát tán khắp nơi trên thế giới, với mục đích là để lừa dối dân trong nước rằng ông Hồ Chí Minh được thế giới kính nể. Tuy nhiên, thực tế thì thế giới chẳng biết ông Hồ Chí Minh là ai, mà nếu có biết thì họ cũng nghĩ ông là một bạo chúa như bao bạo tổ chúa và lãnh đạo Cộng sản khác. Lỡ nhập hàng ngàn xe nhưng chỉ bán được có 128 xe sau 5 tháng, VinFast không có đường lùi. Trở lại câu chuyện của VinFast thì rõ ràng họ đi từ thất bại này đến thất bại khác ở nước ngoài, nhưng họ vẫn cố làm truyền thông với dân trong nước rằng VinFast tốt lắm, VinFast đang phát triển tại nước ngoài. Không biết ông Vượng làm truyền thông như thế để làm gì, bởi ông có làm rầm rộ thì tình hình VinFast cũng không thể cải thiện được hơn nếu ông không thay đổi cách tiếp cận. Mới đây, hãng Experian, một hãng chuyên phân tích số liệu và báo cáo tín dụng tiêu dùng được các mạng báo chuyên đề về xe tại Hoa Kỳ dẫn lại như sau. Trong tháng 2 chỉ có một xe VinFast 8 đăng ký, sang tháng 3 có 16 chiếc, tháng 4 có 66 chiếc và tháng 5 có 45 chiếc, tổng cộng chỉ có vẻn vẹn 128 xe. Hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên nhập tới 999 chiếc xe VinFast vào nước Mỹ vào tháng 12 năm ngoái. Tính đến nay đã là 5 tháng, nhưng số lượng bán ra chỉ có 128 xe. Một hãng ô tô có tham vọng cạnh tranh với Tesla của Mỹ mà bán ra với số lượng chưa bằng một đại lý bán lẻ ô tô thông thường của Mỹ. Vậy thì không biết VinFast sẽ phát triển như thế nào tại thị trường Mỹ đây? VinFast cho chữa thẹn. Để chống chế lại với tình hình kinh doanh ảm đạm của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng đã sai khiến được một tờ báo trong nước lên khuôn một bài báo gỡ ngượng cho VinFast. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 7, tờ báo Thanh Niên có bài viết VinFast 8 bán nhiều hơn xe điện các hãng khác. Bài báo này vẫn sử dụng cách nói rất cộng sản, tức là khi ai đó chê cộng sản là xấu, thì báo chí tuyên truyền lập tức lục tìm một vài số liệu ở những nước khác, hay có thể bịa đặt một vài thông tin cốt chỉ để chứng minh các nước khác còn tệ hơn cộng sản tại Việt Nam. Tương tự với cách làm như vậy, tờ báo Thanh Niên nói rằng tuy lượng xe VinFast VF8 đăng ký mới tại Mỹ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 không quá khả quan, nhưng vẫn cao hơn số lượng so với số dòng xe điện của các thương hiệu có tên tuổi khác như Jaguar hoặc Hummer, Mazda, v.v. Thật nực cười khi đem so sánh VinFast 8 với các thương hiệu toàn cầu như vậy. Thực tế, những hãng xe này chuyển dần sang xe điện với các bước đi thăm dò cẩn thận. Họ được thị trường đón nhận một cách êm đẹp mà không vấp phải lời chê bai. Điều này sẽ làm cho thị phần của xe của họ sẽ mở rộng dần ra. Còn VinFast thì ngược lại, thị phần chưa mở đã vấp phải tai tiếng sản phẩm lỗi. Và cho đến nay, tai tiếng này vẫn đang lan rất mạnh tại thị phần dành cho VinFast. Chính tai tiếng sẽ chặn đứng con đường đi mở rộng thị trường của hãng VinFast là vậy. Chỉ mới bước đầu tiên đã nhảy ngay lên lưng cọp. Việc xuất xe sang Mỹ đến giờ này đưa VinFast của Phạm Nhật Vượng vào thế lỡ leo lên lưng cọp. Thay vì khống chế con cọp giữ là thị trường ô tô tại Mỹ, thì VinFast lại tiếp tục chọc giận thị trường này với sản phẩm không cải thiện chất lượng. Xe VinFast trên đất Mỹ không có lời khen nào ngoại trừ những kẻ nhiễm phải thứ lòng yêu nước ngây thơ mà VinFast dường như cố tình tạo ra mà thôi. Những người khen xe VinFast là những người gốc Việt. Cuộc chơi xe điện là cuộc chơi của những ông lớn, dù là các công ty khởi nghiệp thì cũng phải tạo cho mình phong cách của một doanh nghiệp toàn cầu. Nếu vẫn giữ văn hóa ao làng tại Việt Nam thì không sớm thì muộn VinFast sẽ bị cọp giữ nuốt chửng mà thôi. Thị trường Mỹ là cơ hội lớn cho doanh nghiệp có tầm, nhưng là sát thủ đối với những doanh nghiệp lôm côm không đủ lớn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vượng Vin lỡ cưỡi lưng cọp, cách bám lưng hổ của Vượng rất dễ nhào đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.